Xin chào mọi người, nay mình mới tới đây nghĩa trang Lái Thiêu nè. Đó, hôm nay là ngày 22 Tết nè. Đó thì tất cả bà con đã đi lên tổ mộ rất là đông luôn, mọi người thấy nhìn xung quanh nè. Đó, đằng sau có một cái quán nè. Đó, rất là đông người luôn. Đó, thì đáng lẽ là cái ngày 25 á mới là cái ngày chính, nhưng mà tại vì mình mắc phải kể chuyện mai cho mọi người đó. Nên hôm nay đi 22 luôn, để hồi chút xíu nữa mình có liên lạc với dì Tư rồi đó. Để dắt hồi nữa dì Tư ra rồi mình quay phim cho mọi người coi xem nha. Ủa, quán đẳng của dì Tư hả? Ai biết quán mới. Ủa là ghé quán đó nè. Ây dạ, con vô chổng của dì Tư hả? Vô chổng đi. Mọi người nhìn thấy không biết ai, mà mình nghĩ chắc đa số là mọi người trên kênh mình là nhìn cái áo này là biết dì Tư ngày xưa. Xưa giờ mặc đúng cái áo luôn hả dì Tư? Mà vẫn là chiếc xe đạp mà mọi người ha, cây chổi ngày xưa nè. Vẫn là chiếc xe đạp ngày xưa luôn. Mình đi hình như cách đây là cũng 8 tháng rồi. Để đi vô hả? Dạ. Chắc hồi nó đem để chắc đợi còn bà chị con nữa. Còn bà chị con nữa chắc thôi. Rồi bây giờ mình sẽ trước tiên là mình sẽ đi vô trong cái mộ của ba mình ha. Thì ở ngoài nãy mọi người cũng quay đó, là trên xe là cũng có mua vịt quay, bánh trái này nọ rồi nước ngọt rồi lên cúng cho ba. Những lần trước mình đi đó thì mình cũng đơn giản thôi, mua bia thôi, nhưng mà lần này đó thì đi đông hơn, gia đình đi đâu đi đông hơn nè, nên là mua đầy đủ vịt quay nọ rồi hơn. Dì Tư giờ trên kênh con có nhiều người nhớ dì Tư lắm nè, lên hỏi dì Tư coi là như này cuộc sống làm sao rồi, Tết nhất gì là có te tua luôn hả dì Tư? bị sao, bị xô hay gì Tư? Không có, trời ơi, ai dám xô đỡ Tư nữa, không có mấy người này là Tư chết rồi đó con ơi. Vậy hả? Tôi tưởng đâu gì Tư bị kiểu như ấy quá, bị xô rồi nọ rồi chứ. Người ta cũng kêu con lên đây quay nè, gần tới tổ mộ sẵn lên dịp quay gì Tư rồi hỏi thăm sức khỏe gì Tư luôn. Để vô. Chân giờ chân chẳng yếu hả dì Tư? Trời giờ ổng rồi, giờ thấy cái tướng đi dì Tư thấy là yếu hơn mấy tháng trước nè. Bữa quay lần đầu tiên là 8 tháng trước, giờ thấy yếu hơn quá trời luôn. Đã mới vô hả? Dạ, vô tới giờ đó. Bữa ông Phong nó lên tới nhà luôn. Dạ. Yeah. Không đuổi. Dạ. Yeah. Nó lên nó chụp hình nó về tính cách gia đình. Ừ. Gên con giờ tại vì con cũng ngồi cũng kể chuyện nè, nên mấy người mà người ta biết dì Tư á, nó cũng hỏi nó Tết này có lên thăm dì Tư không, mày lên thì sẵn quay lại, sẵn hỏi thăm sức khỏe cho người ta biết tình hình nè. Tại vì mấy anh chị cô chú bên nước ngoài đó cũng nói cũng biết dì Tư rồi, cũng hỏi thăm sức khỏe lên coi như sao con ơi. Dạ. Ở dì Tư mới về lau dọn mộ con á hả? Quét dọn mấy bữa rồi. Dạ. Rồi nãy nó không nói vậy, vô quét sơ lại. À dì Tư mới quét mộ cho ba mình nè mọi người, cũng sạch sẽ luôn nè. Đó. Rửa hổng lại rồi. Dạ. Đây. Chính là ngôi mộ rồi mọi người nhìn, chắc mọi người biết ha, mọi người biết cái lần đầu tiên mình ở đây mình quay dì Tư nè. Đó, là chính là ngôi mộ rồi luôn nè. Là để camera ở đây quay dì Tư. Đó, rồi giờ ngày dì Tư nói chuyện với con nè. Đó. Đó. Đây ngược sáng rồi. À, đây nè. Thấy không? Dạ con chúc. Rồi, dì Tư chào mọi người nha. Chào. À, rồi giờ có vẻ Tư đâu mà dì Tư. Hả, Tết nhất là có kinh tế rồi sao, quà cáp rồi sao rồi. Quà cáp đâu có ai. Dạ. Phỏng lên, nó ra nhà. Cái dạ. Bữa đó nói chung ra bữa Tư bệnh. Dạ. Cái nó hỏi thăm. Nó nói Tư ơi sao con gọi điện, Tư hoài bắt máy. Tôi nói Tư đang nằm bệnh viện. Dạ. Phong ở đây là Phong Bụi mọi người nha, anh Phong Bụi cũng nổi tiếng lắm. Dạ. Dạ. Cái nó nói giờ Tư khỏe chưa, hỏi bị sao. Tôi nói cái chân nó bị tè chứ, thiếu máu não. Còn bữa thiếu máu não như tuột máu nữa. Dạ. Cái nó bắt Tư nằm lại nửa tháng ta trốn vậy. Vậy hả? Anh đó anh cũng tốt ghê, biết anh đó à. Như anh lớn tuổi con đó. Con lớn con. Con này con mới 25, 26 rồi. Vậy nó lớn con. Anh lớn con nhiều. Cái nó ra nhà nó nói tuần sau con lên Tư. Dạ. Con ghé nhà nói với thằng Phú đồ ở Bình Dương. Dạ. Cái lên cái nói chung ra nó lễ quà. Nó nói thôi hỏi chú Tư mà nó gạo chú Tư mà nó nói chú Tư ơi. Chú Tư thương dì Tư không?
vì tôi cực khổ quá à, có thương ơi, nó thương chứ. Ngồi về nhà cái này con cũng như về tính cách gia đình, tôi nói là tôi bay đừng có bay nữa đó nghe tụi quán của gì tên còn mà tụi dạ cũng cũng nhiều cái chi tế nhị vậy đó ha. Rồi có mấy nay ta lên thăm mộ nhiều người Tư có sẵn không cũng quay nè, tại vì mấy mấy anh chị đúng bên Việt ở bên nước ngoài đó cũng coi quay thử người ta thăm mộ thế nào. Cái mộ người Nam đó hôm qua người ta ngồi á, ta lên đó, ngồi giữa xác á, Nam nhập vô cái mới nói, cái mới nói từ mới nói con chào bà gì, bà gì ơi có cái thằng đó nó muốn hại bà gì đó nha, nó nói bà gì mà dẫn ai vô xin xin vậy nó kêu công an bắt bà gì á. Rồi chuyện mới nè, con cũng tính nói nè, người ta cũng lên trước tiên thăm hỏi dì Tư xong rồi con hỏi dì Tư có chuyện nào mới nữa không, kể người ta nghe kìa. Nó nói hôm qua. Là mới hôm qua luôn hả dì Tư? Hồi mình nó nói gì nó nói gì cười mà cười khóc luôn. Dạ. Khóc luôn. Nó không biết bà gì cực khổ lắm, chứ bọn không biết hả. Má vô tới nè, ở đây là gia đình mình giờ vô tới nè mọi người, để vô mà thắp nhang, với lại cũng cúng kiến cái nọ đâu. Hồi nãy cũng trưng bày mai, ủa mấy cái mai là mấy cái bông này là gì tôi mới tháo ra hả? Tháo rằng lau sạch sẽ hả? Để hồi nó ra dán cái mai mới rồi. Dạ. Hồi nãy cũng mua cái mới đây rồi. Dạ. Sao còn chị nào khác nữa người ta, bữa giờ có gặp chị nào khác nữa không? Bữa đó ra cái rồi. Trời ơi nó kêu ta mua xì ke cho nó. Ai vậy đó, cái ghê à. Nó nhập vô bà đó. Chết rồi, mua xì mua xì ke nữa hả? Bà tức chứ con. Trời ơi công an bắt tao. Trời. Chắc ông đó, chắc ông đó ông chết thì cũng xì ke hả? Anh em đó. À, mùi ghê quá. Thế thôi anh Nam. Có mình em mà. Ủa cô lúc này khỏe không chị? Ông cô giờ mà muốn làm dẫn ông đi phải kéo đầu ông dậy dẫn ông đi. Có xe lăn gì vậy Tư? Xe lăn. Ông kia như ngại à, mắc cỡ quá. Dạ. Ông nói hồi nào mình cũng là tướng dùng. Cái gì vậy? Ai hả? À? Ủa lao rồi. Đang quay rồi, đang quay rồi. Sạch quay. Sẽ hết rồi. Đây là lời để cầm cầm nói chuyện với má nè. À, má nói chuyện với bơ kìa. Trời đất ơi, vậy rồi. Ờ bơ ơi. Nó má cầm rồi, quay. Trời ơi, vài bữa nữa nó bà dì kiếm kiếm cái xác nào lên cho con ơi, con vô cái xác đó nói chuyện với bà dì. Tao nói thôi, mình nói chuyện với tao là mày kia tao mua cái đó cho mày, không có đâu. Mà mua 5 lần, 6 lần bia tao nó quất hết trơn. Ghê, ngồi nhậu luôn á hả? Nhậu đó luôn, nhậu đó ngồi cứ làm cái đồn ra. Con đi á, rồi đi đi. Ở cái mộ, cái bộ Kim Anh gì nè, con bữa giờ có ai lên nữa người ta. Lên hoài được. Trên kênh con cũng có nhiều người lên xin số điện thoại gì tôi để xin số đề mới thôi không có lên lên đây luôn, cái giờ xin qua mạng rồi xin làm gì. Trời ơi nó kia tao xin đi rồi gọi qua nó, tao nói trời ơi mất công tôi tốn tiền điện thoại nó đấy. Yên tâm đi. Công an nó đi luôn. Nó bắt em á. Thì mấy cái này nó cũng nhạy cảm lắm, bởi vì không. Cái này nó về nó tính dị đoan. Dạ. Mà gặp đề đốm mày nọ là cũng luật pháp rồi, thôi con cũng không có tránh tình trạng đó. Công. Nó lạ quá. Thì đó ông Diệp, chú Diệp rặng á. Bà nói bà đi vô. Bà vô đó đó kìa. Bà kêu ông Diệp ơi. Rồi ổng bên đây. Cái bà vô đó cái bà thấy đi. Đập thể dục. Dục. Cái bà nói. Không thấy mặt luôn. Không thấy mặt. Không thấy mặt. Ghê à? Cái bà nói bà tóc dài. Cái ông nói tôi bên đây nè, rồi quanh đây. Rồi cái giọng của bà nằm ở chỗ đó đó ha. Mà mấy người nằm lên không sao, cái bà nằm chỗ nào cái bắt. Đó. Bà đập người ta phá bà. Mà cái mùng của bà đó hả, ta đi lụm á, ta đi lụm cái mùng này bà. Nó lụm nó nằm biết. Cái mùng của bà văng lên giường rồi, cái bà lại chỗ em. Cái hồi cái bà đi lại đặng sao cái mất tiêu mùng mền hết. Ghê. Dân ơi mất mền mụn rồi, tôi nói bà có văng không? Có. Ở sao? Giờ bà đi theo tôi mà cầm đằng pin đi, tôi đi trước bà đi sao? Thôi tao dính đi. Em mình tôi đi. Vô gì Tư đi thẳng vô á. Là như là lấy mùng bả văng văng cái mộ á hả? À y như mình ngủ vậy. Mền đắp trước có cái mồng. Cái lên đấy. Đó rồi. Nó ơi cho con lụm ra cho bà chị đi. Lụm ra mà bả rung rồi mà. Lụm ra cái bả nói thôi bỏ đi. Tôi nói làm gì bỏ, văng lại đi ngủ chứ làm gì bỏ. Đó bả sợ. Thôi gặp con cũng không dám lấy nữa, bỏ luôn rồi. Sợ ra ta đi vô tôi cố.
Bởi người ta nói ta nói chuyện với ma. Nói gì tôi nổi tiếng nói chuyện với ma rồi được. Hôm qua nó nói sao đấy ông mà. Chiều con thấy bà dì ngồi ở ngoài đó. Ồ ơi cái bà dì khóc rồi. Bà dì đừng khóc nữa. Nó chùi nước mắt lên. Như ông Nam á, như là lần trước chị tôi cũng có nói cũng sơ sơ rồi đó. Dạ. Bữa nó lên nói con mà đứng năm cam. Ghê. Nó nói vợ của ông tốt như mùa sáng phải không bà dì cũng ở sao biết. Trời ơi con biết hết luôn. Ở đây cũng nhiều nhân vật nổi tiếng ở đó mà. Mấy ông kia ông này ông nọ được cũng vô đây ở. Ngày xưa nghĩ cha hình như là nhớ mấy cái năm 90 là ở đây nổi tiếng lắm á. Đây nổi tiếng cướp giật giọt giết người. Không biết là nghĩ cha người ta lên người ta ở người ta đưa mộ đây nhiều. Gì á anh mày á? Ngủ đây nè. Hùng á, anh không mất rồi, anh cũng mất rồi. Tao cho con ngồi nhang với đằng với nhang mũi rồi đi tao nói mày đi mua với nhang đâu có nhang mũi đâu. Vô đây ngủ. Lâu rồi, lúc đó là năm 2000 lấy mấy á. Rồi cái ngoài kia. Nè, cái cây không hả? Sáng cậu chín mày vô dọn dẹp. Ý ơi, ăn cái cây em tí. Hai ba, con yêu mỹ. Ghê à? Bụi đời. À, muốn yêu nữ bụi đời. Con tưởng ma với yêu nữ bụi đời. Rồi, tôi chúc Tết khán giả con nha. Chúc Tết tới nay rồi. Rồi, tôi chúc khán giả Tết rồi, ăn Tết vui vẻ ha. Dạ. Chúc sức khỏe luôn. Dạ. Cho nó khỏe. Ủa sao mình chào các bạn? Đang uống á, thiệt mà. Anh bà đang uống bia chào ông khu mà cứ như chào chào hoài nữa. Chào hoài luôn á, nãy giờ hư. Đó. Đang uống á. Hồi nãy đâu có chào đâu, giờ chào. Đó, chào lên kìa, chín rồi. Nè, dán cái kìa, đó lấy đi. Nè, dán cái vòng kìa. Dán cái đây, lấy mấy cái luôn. Lấy cái này nè. Lấy được rồi. Lấy được rồi nè. Rồi, ok, đủ. Rồi, con lấy nhiều không? Dán mỗi chỗ cột cái gì nè. Dán ngoài nè, dán ra ngoài. Dán ra ngoài, ra ngoài đi. Ok mọi người, hôm nay là ngày tảo mộ á, nên là ở đây người ta tới mộ đông lắm, nên dì Tư chỉ ghé mộ mình chút xíu à. Để bắt đầu là dì Tư phải đi những cái chỗ khác nữa để mà kiểu như là tới lau dọn này nọ rồi đó. Để mà dì Tư đi chỗ khác nữa. Hôm nay trời hơi nắng nữa, chị mặt hơi nhăn xíu đó. Thôi bây giờ mình cũng mới vừa quay cái cảnh mà mọi người đã thắp mộ rồi lau mộ này nọ rồi đó. Giờ chắc mình đi kiếm vòng vòng, mình nghe nói vòng vòng đây cũng có mấy người, người ta cũng gặp những cái hiện tượng nó cũng ghê lắm này. Để ra ngoài kiếm thử coi là người ta có chịu để mình quay lên quay lên trên cho mọi người coi không nha. Mình không có hứa trước nha, để ngoài mình hỏi người ta trước. Nếu người ta chịu thì mình quay lên để coi người ta gặp cái gì để người ta kể lại nha mọi người nha. Chị Xíu Trắng nó ngang đó. Là 3 giờ khuya chị dậy chọn hàng bán. Là tóc xả ra ngang, tao phải giục bốn hướng nha. Tao phải giục. Cái đầu xong cái chị nói hello, chào. Là quay mặt ra mà không thấy mặt nha, đó là rõ ràng không thấy mặt. Cái mặt đó làm sao mà không thấy được, tao yếu là tóc mình xỏ xuống vậy mà. Tóc vậy nè, rõ hình dáng như mặt. Như đó nè, mặc cái quần á là xám xám nha, áo lỡ ở túi vậy nè, tóc dài xả rồi mới tóc viết lá vậy, sủ luôn vậy. Là tao nói thì nghe, coi diễn tải coi nè. Đó luôn hai cái này nổi lên đây luôn ha. Đó vậy nè, đó thật rồi. Bốn hướng hết, phải giục cái chị ta tao đấy, hello chào là phải giục nha, không cần thấy mặt. Rồi xong qua ngày mai là người khác nữa nha. Đây cái cây nó đi ra đây. Là cái hướng đó đó hả? Hướng đó, cái đó nó chùm ra đi ra đây. Ra đây ngồi đó kéo ngoài. Dọn hàng sớm vậy, con nói trời khổ quá rồi bây giờ ấy. Bắt đầu chưa biết. Cái hồi nhớ là không biết ma luôn, mà tưởng không biết ai tưởng người. Tưởng người ta là đã gặp thấy tập thể dục là gì cũng tưởng người ta luôn. Là biết ma rồi. Ma rồi. Khi mấy người thứ cái qua ngày mai cái người thứ hai nữa đó. Là như nói vậy, vô đây chưa cúng sớm vậy. Nó không có cúng, giờ ngồi đi chơi coi dọn hàng được không? Tôi nói được, thì cứ ngồi đi chơi thoải mái vậy nè, em dọn xong thì chị rồi uống nước chơi. Bắt đầu kéo ngoài ngồi nhà nha, ngon lành nha, ngồi tới mãi mãi vậy nè. Dùng luôn giờ. Cứ quay lại. Tính dọn kêu bả lại ngồi uống nước chị em nói chuyện. Nói gì cũng teo, tao cũng sợ, tao nói thật sự tao cũng sợ. Bà nội mẹ ơi, quay qua lại tao mất tiền. Trời ơi. Nam hay nữ hả? Nữ không mà không thấy nam. À. Rồi còn lô tập thể này nha, lô tập thể nè là có biết ở trên tập thể hay là trong cái lô nào người ta đi ra.
dọn hàng lung tung là lao chùi cũng hết rồi đó hả? Bác này chứ không nào cho mình ngủ, cho mình đi ngủ, hôm nay thì không được ngủ thôi. Hôm nay là không xả gì, cái thằng đó thằng đó đem mình gửi tới chồng của Lan đó, mà năn nỉ vô ngủ giùm, tại vì mà nó gì bệnh lắm rồi, mình nói nghe gì đó thật sự vậy. Cái đầu sau hút thuốc rồi phì phà, nó nói chào đại ca, cái vô giỡn mà, thằng nói chào đại ca vậy đó, cái đầu nó không ta lời, hút thuốc phì phà nhăn răng cười, thở một phơi đá không, gạt đầu, vô vậy cười phơi đá, bà nội đem lại ghế không thấy ông nội đâu hết trơn. Mấy gì đâu á, mất tiêu rồi. Này vừa nói quay qua lại là mất tiêu luôn. Mất tiêu luôn rồi, mời uống một hơi đá không, gật đầu. Mà gì nói đây. Thấy hình dáng đó, thấy hình dáng làm sao? Không, là hình dáng là mặc quần tây nha, quần tây áo sơ mi trắng. Thì nói nghe đây là gì nói cái gì mà chị thấy đập tình dục đầu tiên á, là mặc cái áo lỡ tay, mà có quần xám, ống rộng rộng. Nó lửng lửng như này nè, chứ không phải là mà lửng mà phải quần ống rộng quần dài. Còn một người đó là thấy là thanh niên á, là mà mặc ống thùng mà hút thuốc á, là ốm như cỡ nào không mặc con chút mà cao cái đó mà áo xi mi trắng tay lỡ đóng thùng, đóng thùng đàng hoàng, xi mi đàng hoàng đóng thùng lơn tơ lơn tơ, mặc cái quần màu đen, quần tây màu đen, tao còn nhớ mặc viên địch mà có cái bảng đắng trắng ở trước nào không nhìn được gì rõ là đó. Nhìn rõ y như người bình thường vậy luôn, người luôn ở cái gì đó thật sự y như người luôn đó. Bắt đầu xong cái là uống cà phê đá không kêu đại ca, cái gạt đầu cười đàng hoàng, uống cà phê đá gạt đầu, cái lum lum cung pha cà phê đá quay lại bưng để là đến bàn nè, cần tính mời lại quay đến mất tiêu mẹ rồi mình lại có phá quả tâm tin nó biết rồi đó. Còn cái bà tao phải dục nè, ngày đêm nào không thấy ở lại, đêm nào không thấy, đêm nào không thấy luôn. Ờ đêm nào cái 3 giờ mấy vậy đi dọn hàng là tao phải dục rồi. Ghê vậy. Chỉ có biết cái người đó mộ ở đâu không, mình đã hấp nhang được cho người ta chứ không thì cũng đâu biết đâu. Mình đúng mộ nào như mình nằm đứng ở cái xứ ngoài đó mà biết cái mộ nào mình đâu biết đâu. Nghe dọc cái xứ xa xa đó đúng không? Bông bông nho mà cháy cháy rồi đó. Dạ. Đó, nó thấy cái này nó gái gì đó. Là biết không biết cái mộ nào mà một trong mấy cái mộ đó phải không? Mấy mộ nào đó. Nói gì thấy đó, thấy rõ ràng đó. Ghê ha, nãy nghe gì Thu nói một tập thể dục mà nghe bị giấu mùng đó, giấu bị ăn cắp mùng mà nữa. Tao kể nghe, tao văn mùng đây nè nha, tao văn bốn góc mùng xong cái tao đi nhiều chuyện bà tám mà, tao đi lại đang tao chơi, tao đi nhiều chuyện, mày tối đây tao vắng tao sợ đây nhận người chuyện, tao về, trời ơi, mùng nó đâu rồi? Bốn cái mùng nó cuốn là hết gọn gàng nha, dây ni lông mà. Cuốn gọn gàng luyện đất đó, đó ra ngay có cái nó luyện đất đi kiếm thấy mẹ luôn mấy cái bụng đâu, nó hồi thấy đâu cái bụng nặng đó, đó, đó. Con gốc đấm đế chồng á, đúng rồi, kể cho bà Giang nghe, bà Phu bà đó, bà Phu bà Giang ở tên Giang á. Dạ. Bị bệnh cái thằng gì sợ mấy đứa con này, mấy đứa cháu này nè, nó vô trời luôn, vô mày uống rồi dắt mày đi luôn á, mày vô nhưng mà tự nhiên là ban ngày vô bán gì ngay tối rồi bán như gà đó gì, có sợ chợ gì đâu nữa, con hỏi ban đêm rồi mấy ngày không dám là chính ông xã gì không dám vô ngủ, mà diễn gì dám vô ngủ đây nè, ngủ đây đó mà đọc kinh mà nó còn đọc kinh này nè, kiếm thầy thường dây nè, cái thằng Khánh là con của thằng này, thằng Bo là con của nhỏ ở đội đó, nó kêu bà ngoại bị thường là nó biết nhập vô rồi, nó biết rồi, nó kêu ngoại ông kinh coi nói kinh nó đi chơi, nó đứng mình nghe nó dẫn vào tay mình đăng niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật, không có gì hết đó, chú đề bi vô, chú đề bi đọc 21 biến, chú đề bi vô đọc ra cái chơi đọc kinh vậy, cái giật chỗ đi ra đọc kinh giật chỗ, cái thằng cháu ngoại nó học bài đó nằm đó, nó biết lời nó vỗ dài ngoại ông kinh hờ cái thở cái khì là nó biết là đi ra đó, biết cái thở cái khì đi ra, cái nó đọc kinh tiếp và đọc kinh mà mỗi lần nó vô ra vô nó mệt người lắm rồi. Nó mệt người, tôi cũng thấy được mấy vụ ở nhà con ông anh ông mất á, lúc mà cũng kêu về ông nhập vô mệt người lắm. Mệt dữ lắm, đọc kinh cũng giống mệt. Như là mình làm gì mà nguyên ngày mà khơi lắm mà hết rá rồi tay chân cái vậy đó. Cái đọc kinh vô là chú là bi vô là bị à, chú là bi vô à, đâu chú là bi thuộc này là mấy chục năm mình đi chùa mấy chục năm là tu hành mấy chục năm rồi, nó cười lắm, giờ nó đâu có giờ giảm đi nhớ rồi phải không, cầm chú là bi vậy nè, thiên thủ thiên nhãn đệ bi tinh tà đã đi đào đọc kia, rồi tới đó học mà tiếp không đọc nữa, không biết chữ gì đâu đọc, cầm cuốn kinh vậy nè, cầm hoài đó, cái thằng con của mi lại kêu ngoại đọc kinh bắt đầu cái đọc tiếp nữa, nhớ chữ rồi khi mình quên là nhập vô liền không, khi mình quên là đủ đi chơi hoài luôn, cái đọc chú là bi là đủ đi chơi mà nó không có lớn đâu, mà vì là vì không phải không vì không thấy là nó là cỡ cỡ này cũng có đâu, nó cỡ nhỏ hơn cỡ mấy đứa học lớp 9, lớp 10, lớp 8 gì không, nói gì học con trai còn hai đứa con gái nào hết đát vậy đó, lại nó kêu gồm mày không đi chơi mà kinh hoài cái đầu thì nó sầm xì cái cháu ngoại nó thấy mình việc chỏ nhà nó biết vậy nè, nó khen ở nhà để dành chuyện mới làm hết, mấy đứa nó nhà coi chừng bà ngoại nha, bà ngoại quá đưa bà chừng ngoại bay ngoại nó đi nha, thầy kia nói nó biết rồi. Cái mộ tập thể là bên đây đó, lô tập thể, cái lô còn nguyên cái lô, cái đường đi lên thẳng lên tập thể là mấy đứa nhỏ không phải
là chị nói nghe, ví dụ là bây giờ là ở thành phố Hồ Chí Minh đi, ở quận 10 nó có một cái nghĩa trang, quận 2 có một cái nghĩa trang đó, mà trong khi mà bóc mộ giải tỏa gia đình ta không hay, nó chờ không hay nó hốt chung vô, nó tỉ như trong cái nghĩa trang lấy thiêu đi, lấy thiêu đi thì nó hốt vậy đó, nó hốt rồi nó nhìn nó thiêu là tỉ là 30 mộ đi, nó chôn chung 30 mộ, mà cái nghĩa trang khác nó chôn chung, nó chôn chung, nghĩa là chôn tất cả cốt nó vô một cái nhà, vô, một cái nhà mộ, vô như như phải cái nhà mộ nó xây như một cái hồ nước mình, như cái bể nước mình ngày xưa đó, đổ như đó rồi lắp lại. Tên đó nó là lúc trước là lúc chị vô gì bán lên cái là gì, vì hứng giá gì xin thì nói là con đi đây là con buôn bán, mấy ông mấy bà mấy cô mấy gì chú bán, anh chị em con cháu gì không biết thì vô danh vậy thì tôi bên đây tôi xin bán. Trời là lên lên cảnh bà nội mẹ tôi lên cảnh lạnh tôi lết không, tôi không xuống được, đi đâu được đâu, dựa không phải dựa mà thấy quá trời sợ, quá sợ tôi lết không, cái quần mà nó bị không thấy lết. Thấy giờ mà thấy rõ ràng, thấy mờ mờ, chẳng là nói lỗ tai mà bây giờ gì không lên nữa, giờ mình yếu rồi mình lên nữa. Nó nói gì sao không? Nó nói gì nè, vì lên nhìn gì khấn giá vậy á, nó nói được rồi đi về đi, đừng có nói nhiều nữa, chứ đừng có đừng tay họ tay người ta ủng hộ mình nó biết không, thấy con không hứa gì, con nghèo lắm, con không hứa cho con trúng gì đâu, thì tỷ con chỉ là lên đây con chỉ dọn dẹp lau chùi thôi, hay là dơ quá dơ thì con lau chùi con quét dọn thôi, chứ trúng được con không trúng, trúng có thể em trúng con nó trúng nhiều chứ cũng lớn, cũng nhiều chứ cũng ít, cái người có thì cũng có, người có không có thì con mình có quan điểm không, tôi có tâm có thành nghiệp rồi ba, bởi vì không giống hết, nói vậy tôi còn chỉ tôi lên đây xin tôi hôm nay là tôi chỉ ấy thôi, lên lau chùi đã ngồi quán cà phê lau chùi ấy thôi. Rồi, ok mọi người ơi, nãy đi quán cà phê đó cũng gặp với cô đó. Cái cô đó cũng kể lại một vài cái mẫu chuyện nó cũng kinh dị ha. Rồi ngày hôm nay chắc mình đi quay vậy thôi. Rồi nãy gặp chị Tư cũng bận quá đó nên cũng không nghe được chuyện nhiều, nhưng mà bù lại thì cũng gặp được cái cô đó cũng kể được vài mẫu chuyện. Thôi bây giờ mình đi vô trong mộ nè. Mình dọn dẹp lần cuối nè. Xong rồi bắt đầu là đi về và cũng ngồi kể chuyện ma mọi người nghe. Thì cái video này có thể là tới ngày 23 mọi người mới xem được. Đó, tới 23 thì mình mới làm xong hết thì mọi người mới xem được. Rồi tối nay thì vẫn có chuyện ma bình thường nha mọi người nha. Rồi hẹn mọi người tối nay đúng 8 giờ sẽ có chuyện ma. Còn cái video này có thể là ngày trưa ngày 23 đó. Trưa ngày 23 mình sẽ đăng lên tầm khoảng cả 11 giờ trưa mọi người ha. Thì mọi người cũng đón xem nha mọi người. Rồi ok, xin chào mọi người nha. Để mình đi vô mình dọn dẹp cái mình đi về cái đã. Rồi bye bye mọi người.